Ngoại trưởng Frank Timmermans nói Hòa Lan nhận điều tra vụ phi cơ Malaysia, tin từ New York. Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Hòa Lan Frank Timmermans nói Hòa Lan sẵn sàng nhận trách nhiệm đứng đầu cuộc điều tra về vụ tai nạn phi cơ MH17. Trong số 298 nạn nhân thiệt mạng, có 192 người mang quốc tịch Hòa Lan. Ông Timmermans hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết xem xét và tiến hành cuộc điều tra quốc tế độc lập và thận trọng về thảm họa này. Ông tuyên bố Hòa Lan đồng ý nhận trách nhiệm đứng đầu trong cuộc điều tra vụ việc cùng với sự hợp tác chặt chẽ của các nước liên quan, Liên Hiệp Quốc và Cơ quan Hàng không Dân sự Quốc tế ICAO. Trước đó một ngày, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố Kiev sẵn sàng bàn giao cho Hòa Lan vai trò điều phối trong việc điều tra vụ phi cơ rơi MH17 của Malaysia. Theo tin từ Mạc Thu Khoa, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte có cuộc điện đàm để trao đổi ý kiến về những biện pháp được thông qua nhằm tổ chức cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân gây ra tai nạn cho phi cơ MH17. Khi được hỏi Liên minh châu Âu có nên thực hiện biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn chống lại Nga không, ông Timmermans trả lời muốn nhìn thấy Nga tách rời khỏi phe ly khai trước hết.